tăng cường trực lãnh đạo, trực vận hành sửa chữa điện, chấp hành nghiêm chế độ trực ban, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư, kể cả máy phát dự phòng để tiến hành xử lý nhanh chóng nhất có thể khi có sự cố xảy ra. Đây là yêu cầu của Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đối với các điện lực quận huyện nhằm để đảm bảo cấp điện liên tục ổn định và an toàn trong các ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong các ngày Tết từ 0 giờ ngày 20 tháng 1 2023 đến 24 giờ ngày 26 tháng 1 2023, tức 29 Tết đến ngày mùng 5 Tết, các đơn vị không thực hiện các công việc để phải ngừng giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng trừ trường hợp xử lý sự cố. Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ cũng khuyến nghị khách hàng khi gặp các sự cố dây điện thì liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Nam qua hai đầu số 1900 1006 và 1900 9000 để được hỗ trợ kịp thời.